Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Thiên Phụ Audio. Hôm nay như mọi người thấy thì sàn hiện tại đang chuẩn bị hàng để mà gửi hàng cho khách ha. Thì sàn cũng đang setup. Thì vị khách này thì cũng khá là có duyên. Anh cũng là một trong một người ca sĩ, thì anh lựa chọn rất là nhiều, anh tìm hiểu rất là nhiều và anh chọn cái dòng sản phẩm vừa ra mắt tại thị trường, đó chính là dòng Sexlite X, Adjustable Sexlite X 12B nha mọi người. 12B rồi ha. Đây. Mà anh không lấy một cái đâu, anh lấy nguyên cặp luôn. Anh lấy hai cái để về cho anh xài một phần, còn phần lại thì anh sẽ gửi cho gia đình. Đó. Và anh cũng có ủng hộ Thiên Vũ là hai màn hình tâm cô, như mọi người thấy nè. Đó, hai màn hình tâm cô, hai cái chân chống lo. Đó. Và anh thì anh sẽ không có lấy sao mega 1. Bộ này anh sẽ không xài sao mega 1 mà anh muốn sự ổn định luôn, nên anh xài là cái con JBL VM300. Thì thật cái con này thì anh nhà anh có một bộ rồi nên anh tận dụng luôn đó, và anh muốn gia đình mình xài chung đồng bộ một loại thì dễ xài, dễ sử dụng và dễ setup đó. Và cái bộ này thì sang sẽ mở ra, khui ra, mình sẽ setup cho khách hàng ha. Thì cái con ở phía dưới thì ngày hôm qua anh có ghé rồi, anh hát thử rồi thì anh khá là ok rồi đó. Anh setup cho anh một file riêng biệt ở phía dưới này, rồi sau đó thì mình cũng có lưu lại cấu hình rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cài đặt với cái con này. Sở dĩ sẵn tiện tay thì mình cũng sẽ test chất âm giữa cái con Sexlite X12BG2 này với cái con JBL VM300 cho mọi người trải nghiệm chất âm của nó khi mà kết hợp với những cái dòng micro chuyên dụng ha. Rồi ok mọi người, thì bây giờ thì mình sẽ khui ra, mình sẽ cài đặt và mình test thử cho mọi người. Đó. Khui luôn ha. Này lại là một tiếp tục một cái video clip mình sẽ đập hộp sản phẩm để gửi hàng cho khách hàng. Đó. Sản phẩm Thiên Vũ thì rất là rõ ràng, khui hàng này kia thì mình sẽ đều công khai minh bạch cho khách hàng dễ dàng nhận biết. Đó. Nói chung thì khách mua bên Thiên Vũ nhiều rồi thì khách hàng sẽ biết. Đây cái con Sexlite này mọi người thấy nè, nó đóng đơn giản và cái bọc của nó là cái bọc nhám như thế này. Nói chung thì về cái phần đóng thùng thì mình thật sự mình sẽ không ưng cái con này bằng cái cách đóng thùng của con EVA 8, EVA 12. Cái con thì vật nó đóng nhìn nó rò hơn. Tuy nhiên thì chất lượng sử dụng thì mình cảm thấy con này mình ưng hơn so với hai con kia. Thì một phần do là nó xài nguồn nha mọi người. Do nó xài nguồn thì cái khả năng đáp ứng nó tốt hơn, với lại cái giao diện về mình, cái giao diện mình thích con này hơn. Đó. Tất cả mọi thứ về âm bay lẫn clip thì nó đều ra khá là tốt. Đó, và người dùng mình cũng rất là dễ sử dụng với cái con này. Đây mọi người, đó. Sau khi khui ra này ha, con này thì phải xài nguồn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy nguồn của khách hàng để mình test luôn. Đó, phải test kỹ tất cả mọi thứ từ dây nguồn đến dây tín hiệu này kia, nhà hãng cho. Tại vì nói chung đồ hãng để vô thì mình cũng không biết được nó như thế nào, phải test thử mới biết. Nói chung thì cái con này nếu mà mọi người hôm nay mà có theo dõi video clip của Thiên Vũ thì mọi người sẽ biết được, thì cái dòng sản phẩm này nó đang rất là hot, khách hàng chọn lựa cũng rất là nhiều. Ví dụ như những khách hàng nào đã từng xài EVA 8 mà không có nhu cầu xài pin á, thì khách hàng cũng đã chuyển đổi từ EVA 8 sang Electrovoy Sexlite X12B này. Với tầm giá tiền nó ngang nhau nhưng mà nó lợi về cái công suất hơn, bay cũng như là phần phép đánh tốt hơn, đánh khỏe hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ khui ra, mình nói chung mình khui cái bộ micro này ra để cho mình test cho khách hàng. Vì khi biết quê ta nghèo, dù nhau bước đi muôn đường, thà đừng trách mong làm sao mai sau ngưỡng đồ, mà đâu biết trong đêm dài người không muốn ta làm, chỉ trong xa bằng mệt nhoài thương thư hoang. Nói chung test một đoạn cho mọi người nghe thôi. Thật sự thì hôm nay giọng sang thật sự đang bị cảm, nên là mọi người thấy cái giọng như mình nghe nó tối thui hát nó tối thui nó không có ra được. Nhưng mà thật sự thì cảm nhận thấy với cái con micro
V300 này khi mà kết hợp với cái con Cichlid này cho ra chất giọng nó thật sự nó rất là dễ hát, nó rất là dày dặn, nó ấm, nó có một cái điểm nhấn nhất định, nó tạo cho mình cái độ chân thật khi mà mình hát. Này để mình tắt cái reverb đi mà. Thì thật sự thì sau khi mà kết hợp với cái con micro V300 này thì mình thấy thật sự thì nó rất là đáng tiền cho mọi người để mọi người có thể đầu tư. Đó, với một cái mức giá cũng không phải là quá cao như những dòng khác như là Shure hoặc là Sennheiser. Nó là một dòng micro gia đình, tuy nhiên thì nó vẫn đáp ứng được cho mọi người về cái chất lượng âm thanh, chất lượng về cái âm vocal của mọi người ra. Đó, rất là tốt, rất là dễ dàng, rất là rõ ràng. Đó, và cái kết hợp với cái con Helicure Voice Cichlid 12 này nó có nhiều cái điều chỉnh ở trên này, nó sẽ tạo cho mọi người một cái điểm nhấn riêng biệt về cái giọng hát của mọi người. Đó, thì ở đây thì Sang có lưu hai cái cấu hình, một là cái cấu hình của reverb, một cấu hình của echo. Sở dĩ có cổng echo tại vì nói chung thì lo này thì để cho gia đình mọi người, tất cả mọi người trong nhà đều hát nữa chứ không phải riêng gì anh hát thôi. Đó, nên đâm ra là mình sẽ cho khách hàng hai sự lựa chọn. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể tự setup cho mình một cái cấu hình riêng biệt, điểm nhấn riêng của mình để cho chúng ta có thể dễ dàng xài hơn. Ở về sau về dài thì tất nhiên thì xài riết rồi cũng quen. Ok mọi người. Đó. Thì video của mình đến đây là hết rồi. Nếu mọi người cảm thấy video hay hãy bấm like, share cho kênh Thiên Vũ nha. Bye bye mọi người.